Sao? Tới qua đây thì tới rồi gặp rồi phải không? Rồi gặp rồi, gặp nhau rồi. Rồi ha. Rồi. Phong với Dạ Bách á là liên tục gọi đây nè. Đang nôn nhà. Gọi liên tục luôn. Không biết. Bây giờ sao? Hey Phương ơi, lại đi chung với thầy. Dạ dạ. Đi chung với mày rồi, đi lâu lắm rồi. Ở như vậy mới ngủ. Tôi không biết là quên cũng có sự công sự cho tôi hỏi. Vô đây anh Phước ơi. Thôi bác cho đi con chụp cho. Chào thầy, em chào thầy. Chào Phước. Trung học Kiến Tường, chào thầy Nhãn. Thầy chào cô. Ok, cảm ơn, cảm ơn. Gửi là thăm hết cô Kiến Tường ở Việt Nam nha không? Dạ, em cảm ơn thầy cô. Đây là thầy cô Mai Văn Nhãn. Vui lắm nữa. Đã từ Dallas qua Wichita dự họp mặt Trung học Kiến Tường tại Hoa Kỳ. Ok, cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Ok. Mời Madame Thành. Rồi. Cô có thầy cùng nhau. Không muốn nhớ thầy không? Tại sự đó cô nhớ chị ơi. Chị có thầy cùng nhau mà chúng tôi rõ. Hai cái đó. Không có thầy cùng nhau. Thầy cũng biết thầy đó. Cũng mà hút được nha. Được. Nhưng mà phòng trôn là bây giờ còn một rồi thấy chưa? Cứ chụp thoải mái đi, thầy cũng biên. Thầy cũng biên. Thầy cũng biên là còn hai em nào á, một cục lý, hai cục sư cua. Anh chị em nào có những cái hình lang thang là mang lần phước email vô để mình có hình hết. Lên trung học tiếng từ khác là mình có cái email đây, mình có liên hệ. Cái này là cái quan trọng, cái mở bàn ở tại USA. Ngày đầu tiên. Và mới bố các em cũng là trong một thằng nào đó vận động nữa. Đúng rồi. Bên tổ chức mà sao mà hàng năm đều có đi mới là không có em đâu có buồn. Anh nghĩa mình làm như thế nào mà hàng năm đều có mới là vui. Bởi vì mỗi năm là tuổi đời mỗi lớn rồi. Nó thuận tiện cho mọi người. Đó, ví dụ như dùng này thì nếu mà đi dùng này á là em phải bay xuống Dallas hay qua Denver. Em chắc Dallas là vậy hơn. Dallas xa xe nó có 4 tiếng hả? Thằng là tổ chức cái Texas thì bay xuống dễ hay là cao bay xuống hàng vậy? Oklahoma này nó không bao xa hết. Mà thay vì bút giá gì á có 150, 125, 186 đồng xuống thằng này chỉ cần 400, 500 bạc. Cảm ơn chị, cảm ơn. Thầy đi xong rồi mỗi liệu tính sao? Để mở tem đó. Đang bạn nó dùng quan trọng. Đi chết luôn được nè. Bây giờ thằng dưới xe Airway cũng được nè. Tôi spray cũng được nè. Cái thằng nào vô mà rẻ nhất là tôi đi. Đúng. Mà bay bay thẳng nữa. Bay thẳng. Còn bằng về đó là đi từ Dallas mà đi chết Blue về Boston 86 đồng bạc. 56 đồng rẻ, cao kiếp hả? Không, cái một chiều. Một chiều á. Vẫn còn rẻ như thế. Rẻ lắm. Và đi về đó trong mấy 200 bạc. Rẻ rồi. Vậy là chị sao đi nữa? Lái xe đi nữa. Lái xe đi chi cho nó mệt. Đi chứ mệt. Thì sáng cái gì thôi à, thì sáng cái gì à. Thì sáng còn mắc hơn nữa à. Lái xe đi. Đây này, xích xích vô, vô đây em. Mẹ lên đó, mẹ đứng như mẹ không cần phải ngồi, mẹ đứng vô. Mở muốn là ngồi chung với bà. Cái này là, cái này thấy rõ
rằng là bãi dê mà vậy đó, không đi lại. Thấy không? Thấy không? Nói là bãi dê tôi chứ mà tôi dê bả đâu. Để đồng ý rồi. Tôi để đồng ý lắm rồi. Tụi này mới có 4 chút nha. Ông đồng bạc nha. Cái này là con trai đàn ông. Mỗi lần tôi đi bật bật tì á, mấy bà cứ đưa tay nè, tôi cũng làm. Mấy anh Nghĩa ơi, anh Nghĩa, bao nhiêu năm rồi hai anh em mới gặp nhau? 38 năm hơn, 38 năm cộng. Nhưng mà mùi vị bây giờ thế nào? Khét lẹt à. Đó, mỗi lần tôi đi bây giờ hỏi Nghĩa thế này á, bây giờ Nghĩa có volunteer phụ tá cho thầy Thành để organize cái kỳ họp mặt kỳ tới không? Ghi âm nha. Thì nếu mà liên lạc những thành viên bút xa gà chết nhưng anh, nhưng mà chuyện chơi nhưng anh. Thì kỳ này không có volunteer nhưng mà mọi chuyện có thể cũng lên im chắc là email rồi kia cũng gọi thầy rồi kia để mình chuẩn bị đi thôi. Vậy là volunteer rồi đó. Ok, vỗ tay. Không, lần này là lần đầu tiên này có anh Quang, vợ chồng Đỗ Văn Tám và Kiều Nga là chủ sĩ ở đây. Bây giờ thì kỳ tới là có Nguyễn Văn Nghĩa. Và có aspy của Nguyễn Văn Nghĩa là Nguyễn Văn Nhân. Rồi thầy Thành là bây giờ có phụ tá chính thức rồi đó nha. Nhưng mà nói không phải nói riêng thầy Thành, nhưng mà phải cảm ơn cái người đi bên cạnh thầy Thành. Người ta nói là người đàn bà đi bên cạnh tôi đó, đó là nếu mà không có sự mà hưởng ứng và nồng nhiệt ủng hộ thì mọi chuyện không có thể tốt đẹp được. Phải không? Chắc chắn vậy thôi. Nhưng mà bây giờ anh Quang ơi, ở Mỹ thí dụ như là muốn cảm ơn thì phải làm sao? Bây giờ em Phước từ xa nửa vòng trái đất ngàn dặm tới tuyên bố một câu: nếu mà chúng ta muốn cảm ơn người mà đi bên cạnh đời tôi thì làm sao? Thì thầy Thành chắc là bao nhiêu năm rồi thì bây giờ xin thầy Thành cho tụi này. Không, cảm ơn hoài. Cũng cảm ơn nhiều rồi nhưng mà một lần nữa. Nhưng mà một lần này là để đánh dấu chiều hôm nay về một cuộc gặp gỡ. Gặp gỡ tại Kansas này. Đó. Và cảm ơn tư thế của tường. Xin mời. Buổi gặp gỡ đầu tiên là khó quên. Thầy làm sao để cho học trò nào? Xin mời thầy Thành cô Thọ hâm nóng lại ngày xưa. Hâm nóng thôi chứ không phải đâm hót. Ghê quá phải không? Dạ bây giờ. Dạ thua. Em thầy gặp rồi. Gặp rồi. Phương thì chưa gặp, nhưng mà cô Phương này tôi phải về tôi lục lại trí nhớ là tại có một lần mà đi Mỹ Tho đó, đi phái đoàn 6-7 cô vậy đó. Mà cô có nghịch không? Hồi đó có nghịch không? Cũng hơi. Chắc không nghịch. Lúc đó tôi trong cái nhóm đó thì tôi sợ cô Phương lắm, mà không có xua là phải cô Phương này không? Vậy là phải có gì thầy mới sợ. Bây giờ tại lúc đó tới 6 cô là lớp 11 tới lớp 12 của trường học chương trình, tôi hướng dẫn đi Mỹ Tho dự thi. Thầy về một khóa là năm nào? Năm 2013. Ừ, vậy phải có năm đi.
Chú ẩn có biết là chị nhận ra bạn nào không? Không thấy quậy nhưng mà trong kẹo dữ lắm. Mà lúc đó mình nai tơ mình ở trong nhóm đến 6 cô nào cũng dữ dằn hết rồi. Không dám nói thôi hả? Cái này là cái nhân vẫn nhờ mình đi hướng dẫn vậy thôi. Đây là thầy, đó là cái kỷ niệm mà dù không biết thầy về sau khi mà em nói rồi, với anh Quang rồi, với thầy Nhãn rồi. Nhưng mà khi mà nghe thầy Thành tại nhà trường Trung học Tiến Tuyền thì nghe em cũng cảm thấy rằng bất bình thường, cũng nói chuyện thầy như là đã biết rồi. Không có cái Trung học Tiến Tuyền nó có cái đó, tại em quan niệm như vậy. Nhất tự duy sư, bất tự duy sư mà ta chỉ cần nói thôi. Khi mà tự nhiên mình thấy có người ở USA, tự nhiên mình muốn nói cái tình liền, nó cái tình liền. Đúng. Em xuống, em thì em đi học cho thầy Nhãn một năm, niên khóa 6-7, nhưng mà nó bao giờ gặp cô đâu. Nhưng xuống rồi là cô, thầy trò cô nói chuyện với chồng cha như là không biết từ ngày nào mới gặp lại vậy đó. Thầy ấm ức bao nhiêu năm hôm nay thầy mới tỏ lộ ra cái sự phá phách của những cô học trò. Bây giờ mà còn nhớ tới bây giờ phải không cô Thọ? Dạ. Trời ơi. Không, sáng dịp này thầy Thành thầy cũng cải chính là lúc đó thầy rất là ngay nai tơ. Thầy lúc bây giờ là gương lạc giữa đường quang mà. Một thầy mà tới 6 cô chứ quang đó là thấy chết không chứ không thấy sống. Ở trường có hai cô Phương. Mà nhất là những cái cô học trò mà mới lớn. Trời ơi, mấy cô phá dữ lắm. Mà ông nào càng giữ cả chừng nào càng bị phá nhiều chừng ấy. Lúc đó thầy rất đẹp trai thì sao thầy? Hả? Lúc đó thầy rất đẹp trai thì sao thầy? Thầy trẻ đẹp trai nữa thì sao? Thầy thì mấy cô không có phá thầy. Cô Thịnh, Hoàng Ngọc Thịnh. Cô Thịnh với cô Trang. Bây giờ 40 năm tôi mới xuống tội nhưng mà chắc tôi cứ nhẹ nhẹ thôi nha. Chưa chết mắt mèo. Bữa nay khai ra rồi đó. Không phải gì riêng trường cái đám mà mắt mèo mà cái cây ngứa ngứa bọc gần dưỡng cha đó cái cháu mẹ cha đó cái đó cái mà thế mà nhắn lại xuống đây và tôi cần cái thơ. Một cái thơ của bà bác tôi làm đó. Tôi về Long Thành tôi cũng bị. Tôi đi vô tôi đưa cho bà rải mắt mèo lên vừa dẫn cái bàn một chỗ mà tôi hay tiền tại mở cái cuốn sổ điểm danh tôi coi đứa nào tôi coi.